Chào tất cả anh em yêu cây cảnh bonsai nhé. Hôm nay cái cây ngô này tôi cũng ươm nó được một thời gian rồi. Bữa nay là tôi vào lại dây cho anh em xem nhé. Đấy, thì cái vào dây này sở trường tôi cứ hay đi về cái phía bên tay phải đấy. Tôi quen tay đấy. Quen tay nào tôi làm tới đấy. Đó. Lằng nhằng quá. Đấy thì cứ vào hết dây. Xong bắt đầu là tôi uốn các bạn xem nhé. Cái cây này nó cũng dẻo chứ nó không khó uốn đâu. Là mình cứ bạo tay mình uốn. Nói chung là mình khi mình uốn thì mình này, để khô cỡ mấy ngày mình đừng có tưới nước thì nó dẻo hơn. Chứ mình cứ tưới hàng ngày mình mang mình ấy thì nó khó uốn. Đó. Vào hết cây. Thì cái cây này thì mình phải đó. Thì cứ vậy là mình vào hết dây đã đấy, cứ cắm xuống cái chậu đấy thì sau này mình gỡ ra mình rút ra mình lại lấy cái dây này mình lại uốn cây khác được. Cái dây đen này nó hay cái là mình uốn xong đến lúc là lần sau mình lại gỡ ra mình vẫn uốn được cái khác đấy. Thì các cụ nói là uốn buôn tàu bán bè không bằng ăn dè lỗ miệng, tiết kiệm được quốc sách mà. Thì mình cứ gỡ ra mình lại làm được cây khác. Thì nếu mà các bạn mua thì tôi gửi đi là coi như không 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 lấy được cái dây này đâu, nhưng mà không mua thì mình để mình chơi một vài năm mình lại gỡ ra xong mình lại vào dây lại lần nữa mình lại định hình lại cho nó, thì không có cái cây nào mà mình uốn nó đẹp được luôn đâu. Nói chung mình uốn nó về xong là vài tháng nữa mình nó ra mình lại sửa lại một lần nữa thì nó mới đẹp được. Còn bây giờ mình chỉ định hình sơ cho nó, sơ cấp cho nó để cho nó dễ nhìn đã, sau nó lại sau này nó đẻ ra tay tán chi rồi lúc đấy mình vào thì nó mới đẹp được, chứ còn nếu mà làm lần đầu tiên thì nó không đẹp đâu. Nên là các bạn cứ bạo tay mà làm, nói vậy chứ cứ bẻ cái cây nó rẻ tiền này nó 20-30 ngàn cứ bạo tay mà bẻ, nói chung là nó gãy thì mình lại mua cây khác đấy. Nhưng mà tình cảm gãy là không bao giờ mua được đâu, nên là các bạn đừng có tiếc, cứ mua cái cây rẻ tiền này mình tập mình làm cho nó quen đi. Ui, nó hỏng cây này thì mình mua cây khác có 20.000 mà, còn nếu mình ươm được thì lại không mất tiền, còn có mua cái cây ngô này nó cũng chỉ có tầm 15-20 ngàn thôi. Đó, cho nên là mình cứ bạo tay mình uốn uốn cho nó thoải mái, sau này nó có gãy thì mình lại mua cây khác gì đó mà dễ lắm, cứ bạo tay làm gì đâu mà. Đó. Sang cây này nữa. Đấy, cây này thì nói chung là sau này bắt đầu mình phải làm lại lần nữa thì tôi có định hình sơ đã thì nhìn nó không được đẹp lắm đâu, nên là mong các bạn thông cảm. Vì tôi làm đây là tôi chia sẻ bằng cái tình cảm thật lòng đó. Tôi biết nào tôi chia sẻ vậy thôi, nên là có cái gì mà nó sai sót thì các bạn cứ để men cho tôi biết. Chứ tôi làm đây là tôi cứ đam mê, thì cũng chỉ cho anh em nào mà chưa làm bao giờ, cái chưa làm bao giờ thì cũng đang nhát tay là một, với hai nữa là không biết cách. Đây là tôi cũng biết sơ sơ đấy, thì tôi chỉ cho những anh em nào mà biết rồi thì xem cho nó vui, còn nếu chưa biết thì cũng làm theo cái cách này thôi, cứ bạo tay mà làm vậy. Cứ uốn lại xong rồi sau này mỗi cây mỗi thế mỗi dáng, chứ không có cây nào nó giống cây nào hết. Cây thì siêu, cây thì đổ, cây thì lắc, thì mình làm theo một cái thế thì mình không cần biết, nhưng mình làm theo cái mắt của mình ấy. Mình thấy cái kiểu nào nó hợp lý ấy, thì mình làm, chứ không cần thế thần gì đâu. Cái cây này mình cứ làm theo ý của mình, cây mà mỗi người chơi mỗi kiểu nên là không ai giống ai hết, nhưng mà mình cứ làm theo ý mình, lắc làm sao nhìn cho nó dễ coi là được. Thì cứ vào hết xong rồi uốn. Đấy, cái dây này dây đây này là dây 3 ly. Đó. Nói chung là kẻ mà cái cành nhỏ này là mình đi được 2 ly thì dây 2 ly là hợp lý, nhưng mà nó không có thì mình đi luôn. Tôi cũng không không chính nó ở xa đấy. Chứ mua được thêm cái dây 2 ly nữa thì nó vừa. Đấy, cái cành nhỏ này mình đi 2 ly thì vừa. Đó. Cứ ngoáy lung tung thì tôi thấy lại đâm lại hay ấy. Nhiều khi cứ theo thế nó mà nhọc lắm. Đấy. Cứ ngoáy đi xem mà nó vào đâu thì nó vào, nhưng mà nhìn miễn sao mà theo cái mắt mình thấy nó hợp lý thì được mà. Đấy, thì cái cành này là nó cái cành rơi này thì mình cho nó lả xuống tí. Đấy, định hình vậy vì sau này rồi nó ra nó đầy đủ rồi bắt đầu mình lại cắt giật lại một lần nữa, là mình định hình lại một lần nữa. Đấy, thì có gì đâu mà. Đấy, cứ chia sao cho nó đều đều nó dễ nhìn là được mà. Cây mà. Thì sau này nó đẻ ra bắt đầu mình cắt giật lại một lần nữa là nó sẽ đẹp. Đấy, đơn giản cứ cho nó lả lả xuống tí rồi sau này mình cắt giật, còn bây giờ mình cứ nuôi để nguyên vậy đã. Rồi đó,
trông nó cũng không được đẹp lắm nhưng mà nhìn nó cũng được. Lần đầu tiên mà làm sao nó đẹp được luôn. Thì nó nếu mà nó đẻ tay nhiều ra thì mình chia ra thì nó có trên tay chi ra thì nó đẹp hơn. Nhưng đây mình định hình cho nó đi, xong rồi là lần sau nó đẻ ra dày nữa, bắt đầu mình vào một dây một lần nữa là ok bung bung. Thôi cái này lại phải chờ thôi, chứ còn bảo đẹp được luôn thì nó cũng không được đẹp luôn đâu, phải chờ. Thì nếu các bạn xem mà thấy hay thì nhớ cho mình một like nhá, đăng ký kênh rồi nhận được cái video mới nhất hàng ngày mình đăng lên cho các bạn xem. Đó. Đây còn những cái chi nhỏ này thì mình vào hết luôn, rồi sau này mình cắt đi một lần nữa. Nói chung là lần sau mình cắt lại, còn đây mình mới định hình sơ cho nó. Bây giờ nó còn đang nhỏ này mình uốn sau nó mới đẹp, còn nếu mình để nó to quá rồi nó uốn nó khó. Nhỏ này uốn cái con nó mới đẹp. Đấy. Cái cây ngâu này nhiều hoa nó cũng thơm lắm. Đấy, cái này sau nó đẻ ra là mình lại vào dây lần dây nữa. Đấy, có cái này nó to hơn tí mình vào luôn. Cái dưới này nó dư thì cắt đi. Thấy cái dây nhôm nhỏ nhỏ này mình nhặt được cái dây nhôm cũ này vào luôn. Định hình nó. Mấy cái chi nhỏ nhỏ này sau này nó mới dày tán hay không là mấy cái chi nhỏ này. Đấy, nó nhiều dăm nhiều tán là ở cái chi nhỏ. Và video này là kết thúc nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Rồi về sau lại làm lại lần nữa.